Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Dương bị chê diễn xuất dở, EQ thấp, quá tự mãn về bản thân. Sau làn sóng tranh cãi về diễn xuất trong bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi, Dương Dương tiếp tục bị netizen xử trung nhận xét là có EQ thấp, quá tự mãn về khả năng diễn xuất của bản thân. Những ngày qua, bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi liên tục vấp phải nhiều tranh cãi từ khán giả. Đặc biệt, Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị chê bai thậm tệ vì diễn xuất và cách thiết lập nhân vật. Mới đây, nam chính điện trai của bộ phim đã lên tiếng về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn của Global Times, Dương Dương thổ lộ cảm xúc. Đối với những tranh cãi gần đây, tôi nghĩ những chuyện trên mạng chỉ nên xem qua là được, không cần quá bận tâm, bạn phải kiên định với việc bạn muốn làm, con đường nào bạn muốn đi qua, đối với tôi chính là diễn thật tốt mỗi bộ phim, không thẹn với lòng. Không những xoa dịu được những lời chê bai, phát ngôn của Dương Dương tiếp tục vướng vào làn sóng miệng mai vì EQ quá thấp. Một số netizen xứ Trung để lại bình luận như sau. Một diễn viên không nên quá tự mãn, khi thực lực không đuổi kịp sự tự tin thì nên lắng nghe những góp ý, tiếng nói bên ngoài cũng không hoàn toàn tệ hại. Anh ấy nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình ổn hả? Thái độ là tất cả. Tôi đã hiểu vì sao kỹ năng diễn xuất của Dương Dương không thể tiến bộ qua nhiều năm. Liệu Dương Dương có lầm tưởng việc có lưu lượng cao có nghĩa là trình độ của mình cũng rất cao hay không? Chắc do không để tâm nên mọi việc mới thành ra như vậy. Dương Dương và đoàn đội không phải nên nằm im, đợi mọi chuyện qua đi à. Có thể thấy làn sóng tranh cãi, chê bai của dư luận nhắm về phía nam diễn viên Dương Dương vẫn chưa có hồi kết. Phía nhà sản xuất bộ phim Dạ Sĩ Khải cũng gửi lời xin lỗi vì những tình tiết gây tranh cãi và hứa hẹn nghiêm túc tiếp thu những lời góp ý của khán giả. Ông đồng thời kêu gọi mọi người hãy học cách sử dụng bình cứu hỏa đúng đắn. Về tình tiết nam chính tặng nữ chính bình cứu hỏa, Dạ Sĩ Khải cho biết bình cứu hỏa trong phim là tấm nhiệm Dương Dương từ bỏ tiền ra mua, chứ không hề biện thủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy công cộng. Vì Hứa Thấm, Vương Sở Nhiên từng gặp phải những tình huống nguy hiểm như mưa lớn và động đất, nên tấm nhiệm đã mua một bộ dụng cụ cứu hộ xe ô tô khẩn cấp và dạy bạn gái sử dụng để bảo vệ an toàn. Được biết, bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cựu Nguyệt Hy, được dẫn dắt bởi đạo diễn nổi tiếng Lý Mộc Qua. Trên với sự trông đợi nồng nhiệt vào những ngày đầu của khán giả, bộ phim đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng diễn xuất của nam chính Dương Dương đang có vấn đề khi anh được nhận xét là diễn quá đơ cứng, thiếu tự nhiên. Ngoài ra, nhân vật lính cứu hỏa thống nhiệm do Dương Dương đảm nhận cũng bị đánh giá là quá trẻ con, nông nổi, gia trưởng và không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Như trong tập 20, khi Hứa Thấm, Vương Sở Nhiên đang trong kỳ nghỉ phép, cô đang đi siêu thị với anh trai Mạnh Yến Thần, Ngụy Đại Huân, thì bất ngờ chạm mặt Tấm Nhiệm và Dương Trì, cấp dưới của anh, dù đang ở ngoài trạm cứu hỏa, song Tấm Nhiệm không ngại ngần nặng lời với cấp dưới, thậm chí còn yêu cầu Hứa Thấm quay lại trạm, dù cô đang kỳ nghỉ phép. Khán giả cho rằng Hứa Thấm chỉ là bác sĩ tình nguyện đến chi viện cho trạm cứu hỏa Thập Lý Đài, nên việc Tấm Nhiệm đang dùng giọng khó chịu lẫn miệng cưỡng ép cô về đội là bất hợp lý. Hay ở các diễn biến trước đó, Tống Nhiệm nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc, anh thường xuyên lớn tiếng với cấp dưới, cãi nhau với cấp trên, từ chỉ huy cũ, Sách Tuấn, Trương Bân Bân, cho đến chỉ huy mới, Tượng Dụ, thậm chí còn có nhiều suy nghĩ định kiến. Phần khác, lời thoại được xây dựng của nam chính cũng chưa phù hợp với một người đàn ông trưởng thành. Như vậy, một bộ phận khán giả vẫn rưng ra bênh vực nhân vật Tống Nhiệm, họ cho rằng mọi người nên thông cảm cho nhân vật. Bởi vì khi trải qua 10 năm làm nghề, chứng kiến nhiều khoảnh khắc sinh tử, việc Tấm Nhiệm ăn to nói lớn với đồng nghiệp chỉ là do thói quen. Tuy nhiên, fan nguyên tác vẫn không thật sự đồng tình. Họ cho rằng, trong truyện, Tấm Nhiệm là người luôn quan tâm tới từng tiểu tiết, khiến Hứa Thấm được thoải mái, cô được là chính mình khi ở bên anh. Tuy nhiên, khi lên phim, anh lại là người khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng, thậm chí lo sợ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.